Chào mừng các em học sinh đang tham gia chương trình truyền hình đến lớp cùng HTTV. Trong các chương trình phát sóng lần trước, các em đã được hệ thống lại một số kiến thức quan trọng trong chương trình Ngữ văn lớp 9 thông qua các chủ đề: Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cùng ba đoạn trích: Chị em Thúy Kiều, Cảnh ngày xuân, Kiều ở lầu Ngương Bích. Nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm tự sự. Những kiến thức cơ bản về các phương châm hội thoại Cách viết một bài văn và đoạn văn nghị luận xã hội Hôm nay tiếp tục phần ôn tập môn ngữ văn lớp 9 Mời các em đến với truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân Với phần trực tiếp giảng dạy của cô giáo Hồ Minh Thông Trong quá trình tiếp thu bài giảng Các em có thể gửi câu hỏi và những thắc mắc về nội dung ôn tập qua số điện thoại 02393 hoặc gửi nội dung vào địa chỉ email đến lớp cùng httv a gmail com tham gia tương tác bằng cách bình luận trong livestream của chương trình trên fanpage truyền hình hà tĩnh còn bây giờ mời các em đến lớp cùng httv Xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình đến lớp Cung Hạt TTV. Cô là cô giáo Hồ Minh Thông, giáo viên trường Trung học cơ sở Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh. Trong bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại tác phẩm Lang của nhà văn Kim Lân. Và để bài học của chúng ta sinh động hấp dẫn hơn, cô hy vọng sẽ nhận được nhiều câu hỏi của các em gửi về cho chương trình qua hệ thống tương tác đang hiển thị trên màn hình ngay lúc này. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay cô sẽ tập trung ôn tập cho các em phần kiến thức cơ bản về tác giả tác phẩm à, phần lượng, thời lượng lớn của chương trình cô sẽ hướng dẫn các em à, luyện tập các đề bài cụ thể về tác phẩm la và phần cuối chúng ta sẽ tương tác và hướng dẫn về nhà bây giờ mời các em cùng theo dõi bài học phần đầu tiên ôn tập kiến thức cơ bản về nhà văn và tác phẩm la các em chú ý những kiến thức chính sau đây Nhà văn Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 2007. Cuộc đời của ông có những nét đáng chú ý sau. Kim Lân tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê ở huyện Tư Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Kim Lân phải nghỉ học từ rất sớm, mới xong bậc tiểu học, ông buộc phải nghỉ học và vào đời kiếm sống. Kim Lân gắn bó và ám hiểu sâu sắc cuộc sống ở nông thôn. Ông sớm tham gia cách mạng, hoạt động văn nghệ, phục vụ kháng chiến. Sự nghiệp văn học của tác giả Kim Lân. Các em chú ý những nét trình sau đây. Kim Lân là một cây bút truyền ngắn xuất sắc trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Ông hầu như chỉ viết về sinh hoạt làng quê và cảnh ngộ của người nông dân ở nông thôn với lối viết rất mộc mạc, giản dị, tự nhiên và gần gũi. Nhà văn Trần Ninh Hồ, À, và nhà văn Nguyễn Hồng đã có nhiều nhận xét về ngôi bút của nhà văn Kim Lân. Nguyễn Hồng cho rằng à, văn của Kim Lân như được sẵn ra từ đồng ruộng. Và Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hầu Nguyễn thủy của cuộc sống nông thôn. Với rất nhiều đóng góp cho nền văn học của nước được Năm 2001, ông được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật một số tác phẩm nổi tiếng của nhà văn kim lân kim lân để lại cho đời rất nhiều tác phẩm có giá trị và ở trong chương trình của chúng ta các em sẽ được học tác phẩm lan và truyền ngắn vừa nhặt ở chương trình trung học phổ thông các em có thể tìm đọc thêm những tác phẩm xuất sắc của ông để hiểu thêm về những đóng góp của nhà văn cho nền văn học dân tộc với văn bản lan các em chú ý tác phẩm được sáng tác năm 1948, thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. À, truyền ngắn này cũng được đăng tải lần đầu tiên trên báo văn nghệ năm 1948. Thể loại truyền ngắn Ngối kể, nhà bán sử dụng ngối kể thứ ba để dễ dàng kể lại câu chuyện về nhân vật ông Hai với những à, tình huống rất đặc sắc và những diễn biến tâm trạng rất thú vị. Tình huống truyền của tác phẩm này Câu chuyện xoay quanh nhân vật ông Hai một người nông dân rất yếu làng, gắn bỏ với làng. Nhưng do điều kiện, ông buộc phải đưa gia đình đi tản cư. Và dù rất yếu làng, từ hào về làng, nhưng bỗng nhiên, ông nghe được tin làng chờ dâu theo giặc. Và trong những đau đớn tấn cùng như thế, một ngày, ông hai đã nghe được tin cải chính về làng chờ dâu. Như vậy, đấy là những à, kiến thức cần thiết để các em tìm hiểu về văn bản làng về nội dung chính của tác phẩm. Để các em chú ý cho cô hai nội dung sau đây. Truyền ngắn lang đã khắc hòa thành công chân dung người nông dân Việt Nam hồn hậu, mộc mạc, yêu làng, gắn bó với làng quê. Và truyền ngắn này, nhà văn Kim Lân cũng đã thể hiện quá trình chuyển biến tư tưởng của người nông dân Việt Nam từ yếu làng phát triển thành tình yêu đất nước, thành tình yêu kháng chiến, tình yêu cách mạng. Đó cũng chính là đặc điểm tiêu biểu điển hình cho hình tượng người nông dân Việt Nam trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. Về nghệ thuật của tác phẩm, các em chú ý truyền ngắn lan thể hiện nghệ thuật xây dựng tình huống truyền rất độc đáo của nhà văn Kim Lân. Đặc biệt là ngôi bụt miêu tả tấm lý nhân vật tinh tế, sắc sảo qua hành động cử chỉ, qua ngôn ngữ, đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm đặc sắc, kết hợp với một lối kể truyền rất tự nhiên, rất giản dị, và gần gũi mộc mạc. Nhà thơ Trần Đình Hô cho rằng, à, Kim Lân đã lột tả tấm trạng nhân vật sắc sảo đến cốt đến lõi. Nếu cho rằng văn chương là lịch sử của tâm trạng con người thì Kim Lân quả là nhà văn đích thực trên cái ý nghĩa ấy. Và với nội dung chính, nghệ thuật chính ở phần cố Trinh chiều ở đây, các em sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản nhất về tác phẩm La. Như vậy là các em chú ý cho cô khi chúng ta ôn tập một tác phẩm truyện. Cụ thể ở đây là tác phẩm Lan nói riêng và các tập tác phẩm truyền nói chung ở trong chương trình. Các em cần chú ý hệ thống các tác phẩm, à, các kiến thức cơ bản để mình nắm vững. Về tác giả, các em cần nắm được những kiến thức cơ bản về cuộc đời, về sự nghiệp của nhà văn. Về văn bản, các em cần ghi nhớ hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm biết được thể loại của tác phẩm là gì ngối kể mà nhà văn sử dụng tình huống truyện nội dung nghệ thuật ý nghĩa nhãn đề vân vân ở đây chẳng hạn tinh huống cũng là một nét nghệ thuật đặc sắc nhưng chúng ta cần tách riêng ra để các em tìm hiểu được sâu hơn bởi vì đó là một cái phần kiến thức về nghệ thuật rất quan trọng hoặc ví dụ ở trên ngắn lang tại sao nhà văn kim lân lại đặt nhãn đề cho tác phẩm của mình là lang mà không phải là lang trời dâu. Phải chăng ý nhà văn muốn khái quát, muốn thể hiện một tình cảm phổ biến của người nông dân Việt Nam thời bấy giờ. Đó là một tình cảm dành cho quê hương và sau đó phát triển thành tình cảm dành cho đất nước, dành cho cách mạng và kháng chiến. Cô hy vọng là với cái hệ thống hóa kiến thức trên sơ đô này, các em sẽ dễ dàng ôn tập cả kiến thức chính về tác giả và văn bản truyện và phần lớn thời lượng của tiết học hôm nay. Cô sẽ tập trung hướng dẫn các em đi vào các đề bài cụ thể để vừa ôn tập lại các kiến thức sâu về tác phẩm, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài văn nghị luận. Sau đây, cô giới thiệu với các em một số đề bài sau. Đề 1. Phân tích nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn Kim Lân trong truyền ngắn làng. Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1. Đề 2. Cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu làng yếu nước ở nhân vật ông hai trong đoàn trích. Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi. Cho đến mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vời đi được đôi phần. Trích truyền ngắn làng, kim lân, sách giáo khoa ngữ văn chính tập 1, trang 169-170. Và đề bài thứ ba cô giới thiệu với các em phân tích diễn biến tấm tràng của nhân vật ông hai khi ông hai nghe tin làng chờ dâu theo giặc trong truyền ngắn làng của Kim Lân sách giáo khoa ngữ văn trình tập 1. Như vậy với bá đề bài ở trên bảng đều nghị luận về tác phẩm La Đầu tiên chúng ta phải nhận diện đề bài. Vậy ở đây các em chú ý nhận diện được đề thì chúng ta sẽ xác định đúng trong tấm yêu cầu của đề và sẽ có những bước tiếp theo đúng đắn và chính xác hơn với D thứ nhất phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyền của nhà văn trong tác phẩm nghĩa là đề bài yêu cầu chúng ta phân tích một nét nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm. còn với D thứ hai cảm nhận vẻ đẹp của tình yếu lang yếu nước của ông hai trong một đoàn trích thì với đề bài này yêu cầu chúng ta cảm nhận đánh giá những đặc điểm phẩm chất của nhân vật theo định hướng của D. Và định hướng cụ thể của D ở đấy là gì? Là cảm nhận vẻ đẹp của tinh yếu lang yêu nữ của nhân vật ông hai Trong một đoàn trích mà đề cho sẵn Còn với đề bài thứ ba Phân tích diễn biến tâm trang của nhân vật Khi ông hai nghe tin lang trừ rêu theo giặc Như vậy ở đề thứ ba Yêu cầu chúng ta phân tích nhân vật trong tác phẩm Truyền và cụ thể ở đây là phân tích diễn biến tâm trang của nhân vật Trong tình huống cơ bản của tác phẩm lang Và trong tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em à, luyện tập D1 và D2. Mời các em theo dõi. Khi chúng ta bắt đầu luyện tập một đề bài, các em phải chú ý các bước để hoàn thành một bài văn. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải tìm hiểu đề, tìm ý. Tiếp theo, chúng ta lập gian bài. Sau đó, viết bài. Và cuối cùng, đọc lại bài viết và sửa chữa. Thì nhiều bạn học sinh phân vấn đã trong một thời lượng rất hẹp của bài thi thì những cái công đoạn này sẽ phải hoàn thành như thế nào các em phải hoàn thành các bước theo tuần tự và với sự chuẩn bị kiến thức kỹ càng và rèn luyện kỹ năng tốt thì cả cái công đoạn trước thì chúng ta sẽ xác lập được rất nhanh để tiến đến cái quá trình việt bài và bây giờ ta đi sang đề thí đề kiểm tra thứ nhất phân tích nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn Kim Lân trong truyền ngắn là ở sách giáo khoa ngữ văn chín. Ở phần tìm hiểu đề và tìm ý, các em chú ý. Khi tìm hiểu đề bài này, chúng ta sẽ phải xác định được kiểu bài ở đây là nghị luận về một nét nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm truyền. Vấn đề nghị luận cụ thể đó là nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn Kim Lân trong truyền ngắn là các phương pháp lập luận mà chúng ta sẽ vận dụng ở đây phối hợp giải thích phân tích chứng minh bình luận và phạm vi nghị luận của chúng ta đó là truyền ngắn lang ở sách giáo khoa ngữ văn chín sau khi tìm hiểu d xong ta sẽ tiến hành tìm ý cho bài văn tìm ý là một công đoạn quan trọng để sau đó các em sẽ xác lập được hệ thống luận điểm dễ dàng ở phần chúng ta lập dàn bài khi tìm ý đối với d bài này rõ ràng câu hỏi đầu tiên chúng ta phải đặt ra người ta yêu cầu chúng ta phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện thì đầu tiên chúng ta phải đặt câu hỏi thế nào là tình huống truyện các em sẽ phải giải thích cái kiến thức này khái niệm này câu hỏi thứ hai tình huống truyện của truyền ngắn lang là gì ta phải chỉ ra được xác định rõ được tình huống của truyền thì chúng ta mới phân tích được cái nét đẹp và đặc sắc trong cách xây dựng của nhà văn và phần rất quan trọng Nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn Kim Lân trong tác phẩm là đặc sắc ở chỗ nào? Đấy chính là câu hỏi quan trọng nhất để chúng ta giải quyết đề bài này. Và sau đó, qua tinh huống truyền độc đáo, nhà văn thể hiện điều gì? Qua đó, bộc lộ tư tưởng, tình cảm, cách nhìn như thế nào của nhà văn qua tác phẩm? Như vậy, sau khi chúng ta tìm ý xong, ta sẽ đi sang phần lập gian bài phân mở bài đối với một đề văn nghị luận các em phải tuân thủ thứ nhất chúng ta giới thiệu tác giả thứ hai giới thiệu tác phẩm và ý thứ ba nếu vấn đề cần nghị luận vấn đề cần nghị luận cụ thể ở đấy là nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn kim lân trong tác phẩm như vậy thì với phân mở bài thì các em có thể lựa chọn nhiều cách có thể mở bài trực tiếp giới thiệu tác giả tác phẩm rồi đi vào vấn đề nghị luận hoặc có thể lựa chọn cách mở bài gián tiếp so sánh đi từ đề tài trích dẫn ý kiến nhận định tất cả đều được nhưng mà với điều kiện các em phải đảm bảo được những ý này trong mở bài ở phần thân bài các em chú ý cho cô đối với đề bài này ta phân thứ nhất nên khái quát chung phân thứ hai chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đánh giá lại vấn đề nghị luận. Ở phần đầu tiên, các em chú ý khai quát chung. Phần này chúng ta sẽ giới thiệu hoàn cảnh sáng tác của truyền ngắn là Chúng ta sẽ giới thiệu nhân vật, vị trí, vai trò của nhân vật ông hai là nhân vật chính để nhà văn tập trung xây dựng cả cái tình huống truyền xung quanh nhân vật ông hai. Và phần thứ hai, phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyền phần chính của thân bài. Chúng ta dựa vào phân tin ý, ta xác lập được hai luận điểm như sau. Luận điểm 1, giải thích khái niệm tinh huống truyền, chỉ ra tinh huống truyền của tác phẩm La. Và luận điểm 2, ta phân tích nét đặc sắc của nghệ thuật xây dựng tinh huống truyền của nhà văn Kim Lân trong tác phẩm này. Và ở tinh huống 1, luận điểm 1 các em chú ý cho cô. Chúng ta giải thích khái niệm tinh huống truyền thì đấy là một thuật ngữ, một khái niệm có nhiều cách hiểu, nhiều cách diễn đạt, thể hiện khác nhau. Nhưng về cơ bản, các em hiểu cho cô. tình huống truyền là sự kiện đặc biệt, chứa đừng tinh thể bất thương của quan hệ đời sống. Để nảy sinh ra câu chuyện, và qua đó để khắc họa bộc lộ tính cách, đặc điểm của nhân vật và thể hiện chủ đề của truyện. Và chú ý cho cô là mỗi nhau văn À, với phong cách nghệ thuật rất riêng biệt và độc đáo của họ thì họ sẽ lựa chọn những cách xây dựng tình huống khác biệt độc đáo để nhằm thể hiện chủ đề và tư tưởng của họ và với truyền ngắn lang, tình huống truyền là gì ở đây các em sẽ xác định được cho cô các tình huống sau đây ông hai là một người nông dân rất yêu làng gắn bó với làng nhưng ông phải xa làng để tản cư và ông luôn tự hào kiêu hãnh khóe về làng của mình. Nhưng đột nhiên, ông hai lại nghe tin lam chờ dâu theo giặc phản bồi lại cách mạng. Và trong rất nhiều cung bậc cảm xúc đau đớn, uh, thất vọng của ông hai, ông nghe được tin cải chỉnh về làng. vậy sau khi chúng ta hoàn thành luận điểm 1 xong, sang luận điểm 2, phân chính của bài văn, chúng ta sẽ phân tích nét đặc sắc trong cách xây dựng tinh huống truyền của la Luân cử thứ nhất các em cần phân tích cho cô Nhà văn Kim Lân đã xây dựng tinh huống thử thách nổi tâm nhân vật Và tạo điều kiện tạo điều kiện để nhân vật bộc lộ rõ nét cảm xúc tấm trạng của mình Như vậy trong truyền ngắn lang chúng ta thấy Ở tinh huống đầu tiên là tinh huống mà sách giáo khoa của chúng ta có lược bỏ đi một số phần Khắc hòa chân dung ông hai, một người nông dân sinh ra và lớn lên gắn bó với làng chờ dâu suốt đời Uh, gắn bó với cái miền quê mảnh đất sáu lụy trái lang ấy. Nhưng rồi do cách mạng kháng chiến yêu cầu, ông phải đưa cả gia đình đi tản cư. Và khi đến nơi ở mới, ông hai nhớ lang quay quắt. Dạ, và ông chỉ biết cách làm cho vơi bớt nỗi nhớ ấy đi, đó là khóe với lang của mình. Uh, cứ uh, mỗi uh, đêm sau bữa cơm tối, ông hai quân sẵn lên tần bèn, mồm bỏ mẻm nhai trâu, cặp mắt húng húng đỏ hấp hái, ngồi trên chiếc trọng tre trước sân và thao thao bất tuyệt kể về bạc thứ về làng chờ dâu của mình hình ảnh người nông dân mộc mạc đốn hậu chân chất ấy để lại trong chúng ta rất nhiều ấn tượng và nhiều cảm xúc và đặc biệt tình huống cơ bản của truyền ngắn làng tập trung ở cái tình huống thứ hai đó là khi ông hai nghe tin làng chờ dâu theo giặc nhà văn đã xây dựng tình huống rất thành công đó là một buổi trưa như thường lệ ông hai đến phòng thông tin nghe đọc báo và có học qua lớp binh dẫn học vụ nhưng ông hai vẫn chưa đọc thông hôm đó ông rất vui sướng vì bớ phải một anh dân quân cũng mới tập đọc cho nên anh này đọc rất to rất rõ ràng và ông hai nghe lọn được rất nhiều tin thắng trần trên khắp cả nước ông uh, nào là những tin À, em một em bé bơi ra giữa hồ hoan kiếm cắm cơ lên thảm rua. nào là đồi nữ du kích trứng trắc bắt sống tiến quán hai bột thao ngay giữa chợ ông hai hấn hoan náo nức vui sướng ông bước ra khỏi phòng thông tin và ông rẽ vào một quán nước ở bên đường đột nhiên ông nghe đám người tàn cứ từ dưới xuôi, xuôi lên khảo nhau truyền làng chở dầu theo dạng đó là tin sẽ đánh ngang tay. Ông hai đau đớn, nhục nhã vô cùng. Ông cố gắng xác minh lại, hỏi lại đám người ấy có thật thì không hờ bác. Sau khi nghe người đàn bà cho con bú ngồi trong quán, còng môi lên chúa chát khẳng định. Ông hai cắp nón lên, vơ vơ đứng lảng ra chỗ khác, buông một câu ớm ơ. Ha, nắng gớm, về nào rồi ông quỳ đầu đi thẳng. Ở tinh huống truyền này, khi phân tích, các em chú ý tác giả đã tách ra hai cái giai đoạn tâm trạng của nhân vật. Đó là phản ứng tức thi của ông hai khi nghe tin làng chờ dâu theo dặn. Và khi trở về nhà, trở về nhà ông hai tránh mặt mọi người. Ông không dám ló mặt ra khỏi nhà, vì sợ phải đối diện với à, bạc thứ, với mùa chủ. Ông cầu gắt với vợ con. Ông năm đó nghe tiếng xéo xéo của mù chủ ở bên ngoài bóng gió chuyện sẽ đuổi gia đình ông đi. Và ông hái trải qua rất nhiều răng xé. Làng thì yếu thật, nhưng làng theo tới rồi thì phải thù Rất nhiều cảm xúc bơi bơi trong đầu óc ông lão. Ông hái chỉ biết tin đến, trò chuyện với đứa con trai út, cho với bớt nỗi lòng. Và tình huống cuối cùng của truyện kém phân tích, đó là trong những đau đớn và tự nhục như thế, ông hai đột nhiên nhận được tín khải trình với lan hóa ra đó chỉ là tín đồn thất thiệt ông hai vui sướng chia bánh rán đường cho con rồi lại tất tạ chạy đi tìm mọi người để khoe với Lang chờ dâu của mình và khoe luôn cả chuyện nhà mình bị tấy đột như vậy đấy là một cái chi tiết nghệ thuật rất đặc sắc giàu ý nghĩa ở cuối truyện các em thấy người nông dân việt nam của chúng ta họ sẵn sàng hy sinh quyền lời của cả nhân sẵn sàng hy sinh đi ngôi nhà của họ miễn là đó là minh chứng hung hồn nhất để khẳng định làng chờ dâu của họ không theo giặc làng chờ dâu của họ là một làng kháng chiến và trong cái đống tro tan ấy ta cảm nhận được sự hồi sinh rất mãnh liệt và một niềm tin một tình yêu còn mãnh liệt hơn nữa của ông hai dành cho quê hương dành cho đất nước và cho cách mạng ta nhớ đến một đoàn thơ của nhà thơ người Chile Pablo Neruda. Tôi yêu đến tận cùng gốc rễ, quê hương tôi nhỏ bé lạ lùng. Nếu như tôi được chết ngàn lần, tôi nguyện chết nơi quê hương tôi đó. Nếu như tôi được ngàn lần sinh nợ, tôi nguyện sinh ở nơi đó quê tôi. Đoàn thơ ấy cũng khiến chúng ta liên tưởng đến hình bóng của nhân vật ông hai. Và ở luân cử thứ hai, trong luận điểm này, các em sẽ phân tích được cách xây dựng tình huống truyền kịch tính của nhà văn đã thể hiện được tính cách phẩm chất của nhân vật một cách rất rõ rệt. Qua tình huống ấy, nhân vật ông hai thể hiện được tình yêu quê hương, máu thịt, sâu đầm của mình và cũng thể hiện được những tình cảm phát triển của ông. Đó, trọng xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Luân cử thứ ba chúng ta sẽ khẳng định nhân vật ông hai được đặt vào một tình huống gáy cần như thế để tác giả tố đậm sự chuyển biến, sự phát triển trong nhận thức, trong tứ tưởng của người nông dân thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp từ một tình yêu mang tính cá nhân đối với làng quế riêng biệt của mình thôi đã trở thành một tình yêu chung, một tình yêu rộng lớn dành cho đất nước, dành cho cách mạng. Như vậy đấy luận điểm hai chính là phân linh hồn phần chính quan trọng của bài văn. Sau khi chúng ta phân tích xong hai luận điệu, các em sẽ đánh giá lại vấn đề nghị luận. Chúng ta đánh giá với tinh huống truyền rất đặc sắc, kết hợp với bụt pháp phân tích tâm lý nhân vật sắc sảo, tính tế và cách kể chuyện rất tự nhiên gần gũi. Nhà văn Kim Lân đã khắc hòa thành công hình tượng một người nông dân Việt Nam hôn hậu, yếu làng yếu nước. Và xây dựng tình huống truyền thành công đã giúp nhà văn thể hiện rõ quá trình giác ngộ lý tưởng cách mạng của người nông dân Việt Nam ở thời kỳ này. Đó, phát triển từ tình yêu làng đến tình yêu đất nước và để khẳng định nông dân chính là một tầng lớp rất quan trọng của cách mạng. Vậy ý đánh giá thứ ba qua việc phân tích cách xây dựng tinh huống truyền của nhà văn Kim Lân ở trong truyền ngắn làng, chúng ta thấy được tai nắng của nhà văn. Và ta cũng thấy được tình cảm cách nhìn đầy quý mến, đầy trân trọng của nhà văn Kim Lân dành cho người nông dân Việt Nam. Đó, vốn là một hình tượng quen thuộc, xuyên suốt trong rất nhiều tác phẩm của ông. Ở phần kế bài, các em chú ý, chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề nghị luận. Đó là tai nắng của nhà văn Kim Lân trong cách xây dựng tinh huống truyện. Và chúng ta cũng thấy được tình cảm của ông dành cho người nông dân Việt Nam. Và phần cuối của kết bài, các em nên khẳng định lại giá trị lâu bền của tác phẩm trong lòng người đọc, trong dòng chảy của thời gian. Như vậy phần vừa rồi chúng ta đã cùng giải quyết các bước để lập gian bài. Các em theo dõi lại bổ cục của bài văn. Đối với một bài văn nghị luận, mở bài cần phải đảm bảo giới thiệu tác giả tác phẩm, vấn đề nghị luận. Phần thân bài khai quạt chung, sau đó đi vào vấn đề nghị luận chính lập hệ thống luận điểm, sắp xếp khoa học và cuối cùng chúng ta đánh giá lại vấn đề nghị luận. Và phân kế bài, các em sẽ khẳng định lại vấn đề minh vương nghị luận và khẳng định lại tài năng của nhà văn, sức sống của tác phẩm. Và khi chuyển bố cục này trở thành một bài văn hoàn chỉnh, các em sử dụng các phương thức liên kết đã học, rồi các em uh, sử dụng một lối viết mạch lạc, đó, nhuần nhuyễn và có cảm xúc để có được một bài văn tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi sang đề bài thứ hai. Các em theo dõi đề bài. Cảm nhận vẻ đẹp của tình yếu lang yếu nước ở nhân vật ông hai thể hiện trong đoạn trích. Đoạn trích này trích ở sách giáo khoa trang 169 170. Các em có thể mở sách giáo khoa theo dõi trong sách hoặc nhìn lên màn hình để theo dõi đoàn trích này. Ông lão ôm thằng con ụt lên lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi. Húc kia, thầy hỏi con nhé, con là con ai? Là con thầy, mấy lì con u? Thế nhà con ở đâu? Nhà ta ở làng chờ dâu. Thế con có thích về làng chờ dầu không? Thằng bé nép đầu vào ngực bố, trả lời khẽ khẽ. Có, Ông lão ôm khít thằng bé vào lòng. Một lúc lâu, ông lại hỏi. À, thầy hỏi con nhé. Thì con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt. Ủng hộ cụ Hồ, hồ Chí Minh muôn năm. Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thị. Ừ, đúng rồi. Ủng hộ cụ Hồ con nhỉ. Mấy hôm nay, rú rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá, chẳng biết nói cùng ai. Ông lão lại thủ thị với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình nữa. Anh em đồng chí biệt cho bố con ông. Cù hồ trên đầu trên cổ, xét soi cho bố con ông. Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đơn sai? Chết thì chết, có bao giờ dám đơn sai? Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy, nỗi khổ trong lòng ông cũng vời đi được đôi phần như vậy đề bài yêu cầu chúng ta nghị luận về vẻ đẹp của nhân vật trong một đoàn trích thì rõ ràng các em phải đọc kỹ đoàn trích đọc tìm hiểu kỹ đoàn trích truyền bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đề và tìm ý cho đề bài này ở đây các em thấy đề bài yêu cầu chúng ta rất là rõ ràng cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật trong đoàn trích Vậy trong phần tìm hiểu đề ta xác định được kiểu bài đấy là nghị luận về một nhân vật trong đoàn trích. Vấn đề nghị luận cụ thể đó là vẻ đẹp của tin yếu làng, yếu nước ở nhân vật ông hai trong đoàn trích này. Chúng ta sẽ vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp lập luận, phân tích, chứng minh và bình luận. Phạm vi nghị luận ở đây là đoàn trích trong truyền ngắn là. Phân tin ý đối với đề bài này Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ phải trả lời Đó là sự việc trong câu chuyện là sự việc nào Và nhân vật được tác giả xây dựng hiền lên qua sự việc nào cụ thể trong đoàn trích ấy Và tại sao tác giả lại xây dựng sự việc Ông hai trò chuyện về đứa con trai út Một đứa trẻ còn rất non nớt Chứ biết gì về cuộc đời Ta sẽ phải tìm hiểu ý này Sau đó các em tiếp tục tìm ý tình yêu lang và yêu nước của nhân vật ông hai thể hiện qua đoàn trích này như thế nào? Ta đi sâu vào phân tích ý này. Và nhà văn đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật nào trong đoàn trích ấy để khắc họa thành công vẻ đẹp của nhân vật. Và ý cuối cùng, quá vẻ đẹp của nhân vật ông hai được khắc họa rất thành công ở trong tác phẩm trong đoàn trích thì em có cảm nhận gì về tư tưởng về cách nhìn của nhà văn Kim Lân dành cho người nông dân? Sau khi tìm ý xong, chúng ta sẽ đi sang phần mở bài. Phần đầu tiên của lập gian bài. Cũng giống như D1, chúng ta giới thiệu tác giả Kim Lân, giới thiệu trên ngắn lang nếu vấn đề nghị luận ở đây. Chú ý, vấn đề nghị luận của từng đề bài là khác nhau. Các em tránh hiện tượng đọc lượt. Và khi thấy đề bài liên quan đến truyền ngắn lang là mình kể lại câu chuyện. Mỗi một đề bài sẽ là một yêu cầu riêng biệt mà chúng ta cần phải xác định rõ vấn đề nghi luận ở đây. Phần thân bài. Đầu tiên chúng ta cũng khái quạt chung. Phần chính, ta sẽ cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu lang yếu nước ở nhân vật ông hai qua đoàn trích vừa rồi. Và phần cuối cùng chúng ta lại đánh giá vấn đề nghị luận. Ở phần khải quát chung, mặc dù là một phần nhẹ nha, nhưng các em cũng nên giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, vị trí của đoàn trích này trong tác phẩm, vai trò của nhân vật. Và phân chính cảm nhận vẻ đẹp của tinh yếu lang yếu nước ở nhân vật ông hai Trong cái đoàn trích cụ thể này Ta sẽ xác lập được hai luận điểm Luận điểm một, vẻ đẹp của tinh yếu lang Luận điểm hai, vẻ đẹp của tinh yếu nước Ta sẽ đi vào luận điểm một Vẻ đẹp của tinh yếu lang quế của ông hai thể hiện trong đoàn trích này như thế nào? Bây giờ cả các em hình dung lại sự việc Sau khi ông hai nghe tiếng dữ về làng ông trở về nhà ông nằm rú rủ trong phòng sợ hãi sợ người ta đuổi người làng chờ dâu đi rồi ai chứa bố con ông ai người ta chứa người làng việt gian biết đi đâu bây giờ hay là quay trở lại la, không điều đó là không thể rất nhiều cũng bậc cảm xúc răng xé một cách đau đớn trong lòng ông hai và nhà văn sẽ dừng sự việc ông hai tìm đến đứa con trai út để trò chuyện cho với bớt nỗi lòng Vậy thì ở đây tại sao? Tại sao nhà văn lại xây dựng sự việc này? Không để ông hái trò chuyện với uh, những người lớn hơn, hiểu về sự đời hơn. Ví dụ bạc thứ, người mà ông hai hay khoe là hay là mùi chủ nha, sang tâm tin với mùi chủ để uh, giải tỏa nỗi lòng mình. Hay là bà hai, chỉ ít cũng là đứa con gái lớn. Nhưng ở đây, nhà văn để nhân vật chính của mình tìm đến trò chuyện với thằng Húc. Phải chăng sự nón nớt sự ngây thơ, sự hôn nhiên của đứa trẻ ấy giúp ông hai dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình hơn. Thực chất cuộc đối thoại này là một cuộc độc thoại. Ông hai đang từ nói với chính mình, nói với con, nhưng mà thực chất để giải bày, để từ minh oan, rồi để từ nhận thức. Đó là một dùng ý nghệ thuật của nhà bạn thể hiện trong một sự việc rất đặc sắc. Và các em thấy những lời nói ngây thơ của đứa con khiến ông hai rất xúc động. Húc kia, thầy hỏi con nhé, con là con ai? Là con thầy mấy lì con ú Thế nhà ta ở đâu? Nhà ta ở làng chờ dâu. Những lời nói thỏ thẻ ấy khiến ông hai cảm thấy mình đã tìm lại được niềm tin, lấy lại được niềm hy vọng về ngôi làng yếu quý của mình. Từ sóng sâu thẳm, ông cảm nhận được làng của mình vẫn là một ngôi làng đáng tốn thơ ông dân dân lấy là được niềm tin sau cái sự đổ vỡ ấy. Và ở luận điểm thứ hai, các em chú ý vẻ đẹp của tình yêu được. Đó là phần 6 của cuộc trò chuyện của hai cha con. Ông hai ốm thằng bé vào lòng, rồi hỏi tiếp. thầy hỏi con nhé, con ủng hộ ai? Thằng bé giơ tay lên, mạnh bạo và rành rọt. Ủng hộ, cụ hồ chỉ minh một năm. Như vậy ở đây các em thấy trong thử thách đau đớn đó của việc đối diện với chuyện Lang Minh đang theo giặc. Ông hai đã tin thấy được và xác định rõ tình cảm của mình. Một lòng hướng về Cù Hồ, một lòng hướng về kháng chiến. Và ông hai tin rằng Cù Hồ và anh em đồng chí sẽ xét soi cho bố con ông, thấu hiểu cho bố con ông. Đó, và đối diện với nỗi đau ấy ông Hai đã tìm thấy một niềm hy vọng đó là từ ánh sáng của cách mạng, của kháng chiến và thể hiện một tình yêu của ông đối với đất nước. Như vậy, sau khi phân tích xong cái luận điểm này thì các em sẽ rút ra được một kết luận rất quan trọng. Ở đây chúng ta thấy được với nhân vật ông Hai, chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với đứa con, chúng ta cũng đã thấy được sự phát triển tình cảm ở trong ông. Tình yêu lang, hoa quyền thống nhất với tình yêu đất nước, với tinh thần kháng chiến ở trong lòng ông Hai. Và ta nhớ đến một câu nói nổi tiếng của nhà văn Nga Ilya Eisenbua trong tác phẩm Lòng yêu nước. Suối đổ vào sông, sông đổ vào đài trường giang vôn ga, con sông vôn ga đổ ra biển, lòng yếu nhà, yếu làng xóm, yếu miền quê trở thành lòng yếu tổ quốc. Đó là một chủ đề chính rất quan trọng mà nhà văn Kim Lân muốn thể hiện trong đoàn trích này cũng như trong cả truyền ngắn là khi phân tích xong các luận điệu các em tiếp tục đánh giá lại vấn đề vừa nghị luận ở đây chúng ta sẽ đánh giá lại những nét nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm này giúp nhà văn khắc họa thành công vẻ đẹp của nhân vật đó là cách xây dựng sự việc rất đặc sắc cách phân tích tâm lý nhân vật tần cung, sắc sảo đến cột đến lõi sử dụng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại, hiệu quả và rất xúc động. Lối uh, lời văn mộc mạc, sử dụng khẩu ngữ có đoạn, sử dụng cả tiếng địa phương, tạo một cảm giác rất gần gũi, uh, quen thuộc với hình ảnh người nông dân Việt Nam. Về phần nội dung, đoàn trích này đã khắc hòa thành công vẻ đẹp của tình yêu làng yêu nước ở nhân vật ông Hai và qua đoàn trích, chúng ta cũng cảm nhận được quá trình chuyển biến tư tưởng sự thay đổi nhận thức của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Và khi đánh giá xong vấn đề, ta chuyển sang phân kết bài. Cũng giống như ở đây thứ nhất, các em sẽ khẳng định lại vấn đề nghị luận. Đó là tài năng, là tình cảm của nhà văn Kim Lân. Các em cũng sẽ khẳng định lại được vẻ đẹp, sức sống của nhân vật ông hai trong lòng người đọc. Và cuối cùng, ta sẽ khẳng định giá trị sức sống lâu bền của đoàn trích này nói riêng và truyền ngắn làng nói chung. Mời các em theo dõi lại bố cục của bài văn. Cũng tương tự tư như ở đây một, chúng ta thấy khi à, tìm hiểu đề, tìm ý, lập gian bài, chúng ta phải làm rất mạch lạc, khoa học, xác lập ý, xây dựng luận điểm và sắp xếp hệ thống luận điểm đó một cách khoa học. Đó, rồi để chúng ta chuyển thành À, chuyển sang cái cái bước tiếp theo là bước việt bài được thành công như vậy phần vừa rồi cô đã hướng dẫn các em à, luyện tập 2D bài một d à, nghị luận về một khía cạnh nghệ thuật trong tác phẩm một đề nghị luận về một vấn đề nội dung của truyện ngắn làng. cô hy vọng các em à, qua cái phần vừa rồi à, sẽ nắm vững hơn những kiến thức về tác giả Kim Lân về truyện ngắn làng và rèn luyện được những kỹ năng làm bài văn nghị luận của mình. Chúc các em thành công. Và phần tiếp theo của bài học hôm nay chính là phần tương tác. Cô rất mong nhận được nhiều câu hỏi các em gửi về cho chương trình qua hệ thống tương tác đáng hiển thị trên màn hình ngay lúc này. Truyện ngắn làng năm 1948 là câu chuyện về lòng yêu nước của một lão nông ở tuổi xế chiều. Nên vợ nên chồng, đứa con người vợ lẻ, cô vịa là những tác phẩm mang tính chất tự truyện khá tiêu biểu. Vợ nhặt 1962 là khát vọng sống và mơ ước về hạnh phúc giản đơn của những người nông dân nghèo trong giai đoạn cơ cực nhất của dân tộc bằng lối viết nhẹ nhàng, giàu tính tự sự, miêu tả chân thực về cuộc sống khổ cực, lầm than của những người nông dân. Các nhân vật của nhà văn Kim Lân vẫn luôn ngời sáng những phẩm chất đáng trân trọng về lòng yêu nước, về niềm tin vào ánh sáng của cách mạng. Ông được xem là nhà văn xuất sắc của văn học đương đại Việt Nam với phong cách nghệ thuật độc đáo, tình cảm gắn bó sâu nặng với người nông dân và đời sống ở nông thôn. Các tác phẩm truyện ngắn của ông để lại trong lòng người đọc nhiều ấn tượng và niềm say mê đặc biệt. Trong phần đầu chương trình, cô giáo Hồ Minh Thông đã hướng dẫn các em ôn tập văn bản làng của nhà văn Kim Lân. Ngoài phần ôn tập kiến thức cơ bản, cô giáo Hồ Minh Thông cũng vừa hướng dẫn các em luyện tập với các đề bài cụ thể. Đây là nội dung quan trọng giúp các em vừa hệ thống củng cố lại các kiến thức về tác phẩm vừa rèn luyện kỹ năng làm bài văn nghị luận vì vậy các em cần lưu ý đó là những nội dung và kỹ năng quan trọng phục vụ cho quá trình ôn thi vào trung học phổ thông sắp tới để tham gia lớp học ngoài theo dõi chương trình qua kênh httv các em cũng có thể học trực tuyến tại website hà tĩnh tv vn và theo dõi livestream trên fanpage truyền hình hà tĩnh còn bây giờ mời các em cùng trở lại với nội dung bài học hôm nay chào mừng các em quay trở lại với tiết học của chúng ta cô vừa nhận được tín hiệu từ chương trình có một bạn học sinh đang kết nối muốn đặt câu hỏi với tiết học của chúng ta hôm nay alo cô chào em em chào cô ạ chào em em là em là nguyễn việt Thao ở thành phố hà tĩnh ạ sau khi đọc học truyền ngắn lang của nhà văn Kim Lân, em đã rất ấn tượng và yêu thích nhân vật ông Hai. Và cùng vì vậy, em đã liên tưởng đến nhân vật lão hạc trong truyền ngắn cung tên của nhà văn Nam Cao, đã được học ở lực 8. Ạ. Và cô có thể giúp em so sánh hai nhân vật này được không ạ? Em cảm ơn cô ạ. À, rất là cảm ơn em Việt ha. À, nhận được câu hỏi của em cô cảm thấy rất là vui và cảm nhận được rằng à, em là một bạn học sinh rất là yêu thích văn chương và quan tâm rất nhiều đến những tác phẩm à, truyền ngắn Việt Nam hiện đại của chúng ta trong chương trình như vậy ở đây bạn Việt Hà à, đặt ra câu hỏi đó là à, so sánh chúng ta sẽ so sánh nhân vật lão Hạc trong truyền ngắn cùng tên của Nam Cao và nhân vật ông Hai chúng ta vừa tìm hiểu ở cái tiết học hôm nay. Vậy ở đấy khi so sánh hai nhân vật này, thì các em thấy điểm chung đầu tiên mà cô gợi ý một số nét để chúng ta tìm hiểu, đó đều là hình tượng người nông dân Việt Nam mang tính điển hình, hình tượng người nông dân Việt Nam. Đó, điển hình cho từng thời kỳ và điểm chung giữa hai nhân vật này đó là ở họ đều toát lên những vẻ đẹp người sáng và những phẩm chất cao quý những phẩm chất rất cao quý ta nhớ lại về nhân vật lão hạc Cảm em lão hạc toát lên vẻ đẹp của một người nông dân cần cù yếu lao động nhân hầu vì tha hy sinh yếu con vô bờ bến và đặc biệt là giàu lòng tự trọng đó là một vẻ đẹp nguyên khối thắm thẳm. Con người nhân vật ông hai chúng ta vừa tìm hiểu xong, một người nông dân đốn hầu thật tha, yêu làng yêu nước đến quên mình. Đó, con điểm riêng của họ. Điểm riêng của hai nhân vật này khi chúng ta so sánh với nhân vật lão hạc. Các em chú ý, lão hạc được nhà văn xây dựng đó là hình tượng điển hình của người nông dân trước cách mạng tháng tạo có số phần rất bị tắc, rất đau khổ, số phần bị tắc. Họ là nàn nhân của chế độ xã hội, à, chế độ thực dân phong kiến đương thời, bị tra đạp, bị vui dập, cái chết lạ hoạc ở cuối truyện cho ta thấy sự bế tắc đau đớn cung cực của người nông dân thời kỳ này con với nhân vật ông hai nhân vật ông hai chúng ta vừa phân tích xong đó là hình tượng người nông dân được xây dựng ở thời kỳ kháng chiến cụ thể ở đấy là thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống pháp đó và số phần của người nông dân thời kỳ này đã thay đổi khi có ánh sáng của cách mạng của cụ hồ và họ đã nhận thức đã giác ngộ tư tưởng của mình để rồi sau này sẽ đứng vào hàng ngũ của cách mạng. Như vậy, số phần của người nông dân thời kỳ này đã thay đổi theo hướng tươi sáng hơn. Đó. Như vậy đấy là một số gợi ý của cô khi chúng ta so sánh hai nhân vật này, hai nhân vật nông dân tiêu biểu trong văn học Việt Nam hiện đại. Và khi so sánh thì các em cũng có thể liên tưởng đến liên hệ đến nhiều nhân vật nông dân khác ví dụ như nhân vật chỉ dầu nhân vật chỉ pheo chẳng hạn và so sánh hai nhân vật thì chúng ta cũng phải soi chiếu từ phong cách nghệ thuật của nhà văn cách nhà văn xây dựng các hình tượng nhân vật này như thế nào và mỗi hình tượng nhân vật thì gắn với chủ đề một câu chuyện à, cô rất mong em việt hà cũng như tất cả các em đã hiểu rõ được cái câu hỏi này cái phần gợi ý giải đáp của cô À, như vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc cô hy vọng phần uh, nội dung cô trình bày vừa rồi và những câu hỏi giải đáp trong phần tương Tán đã giúp các em uh, củng cố hệ thống lại được những kiến thức quan trọng của mình phục vụ cho kỳ thi uh, vào trung học phổ thông sắp tới chúc các em thành công xin cảm ơn tất cả các em học sinh bạn xem truyền hình đã quan tâm theo dõi bài học hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại